Ủa Phong, bữa nay hết hạn rồi đó Phong. Hả? Không đem đồ hết hạn vậy ăn chi vậy? Mua hết hạn mới đẻ mới đẻ. Vi bà. Ờ không. Ở cháu ông ngoại bà ngoại nè, má Mi nữa. Bác Vân bác Hà. Ta đó. Ồ. Rồi đổ vô đây hai. Cô Mai nữa nè. Má nữa nè, mẹ nữa nè. Mẹ là mẹ không biết coi. Má trời ơi, chết chưa. Ê, ta về, ê, trường gặp qua tóc tiền phơi, cái trường gặp trong phơi. Chị bơi phê mà. Qua. Nè, bơi xì. Cô, bác mừng. Bơi xì xì tao. Nhưng mà, cô muốn. Lấy, bơi xì bóc. Lấy đây cho tao uống đi, lấy bây giờ càng ăn. Nó mày bơi cô. Đợi lúc ta lên. À, cô uống đi. Đấy, ồ. Sống tên. Xe bóc. Rồi tôi, rap là tôi nha. Đỡ lồm rồi mà. Dạ đúng rồi, ba nó cao mà. Chứ nói giống mẹ nó là ba nó cao quá. Dạ. Nói giống ba nó là. Ê thì phén mất. Dạ đúng. Đó trong cái cao. Này lấy kia luôn, ông tiền kia là kia luôn. Kia kìa thế mà. Thôi chắc nó uống. Ờ nó uống hết rồi. Rớt chút thôi. Bỏ cho lạnh. Ê anh Giang khui đi. Cho em ly nữa nè. Đá à, dạ, ly đá của em. Giống cái miệng nè, cái môi nè. Cái này chuyên trị qua cắt giùm má. Nó giống bác Hà nhiều. Tại má không ăn. Giống bác Hà nhiều. Chị phén hả? Hồi nói nó thấy là nhiều sao nổi gì đâu. Đó đây nè. Đây đây nè. Đây đây. Không đưa qua bên kia. Đó vì bà làm luôn nè nha. Vì ba biết làm món này luôn ta, dở quá ta. Rồi bây giờ. Trời ơi. Ồ. Ta tới sờ rồi sờ. Đây mày bắt tung sao? Thầy phô lực. Ok, sao cái lưu vậy? Là tung được hết sức rồi. Này là dầu ô liu nè. Thì ba nói tên luôn nha, đổ gì vô nói nha. Anh nhìn đúng rồi, cái này là hành tây. Thì ba làm nè, thấy không? Thì ba rất là giỏi nha, biết làm món này luôn nha. Rồi lấy muỗng kìa múc ra chết chớp. Ok bỏ vô luôn. Giờ cái này tự thả này là tương cà. Ờ quên nữa, đúng rồi cái chai kia của anh tự nhiên dân nhắc đến cái wasabi cái này à. Không phải dạ. Wasashi à. Dạ, giống như chai ô liu phải không ta, cái này chai ô liu à. Dạ. Của Nhật á. Ăn cái củ ta ta mà của Nhật. Cái này là cái gì? Làm cái này cái cáp à. Cáp gì không biết. Này bồ tạc. Bồ tạc vàng. Bồ tạc á. Để nấu lưỡi heo. Dạ. Đó, cái đó là ô liu hả bác? Nó là ô liu hay là gì? Không, cáp rồi. Giống 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 như là bánh mì tỏi. Giống như là tiêu. Không, bánh mì không mà ướt. Bánh mì không có tỏi. Rồi, quậy chén lên. Trời ơi. Không nhắc là thiếu cái này là chiếc này quá chuyên nghiệp nha. Ê, chị mấy áp phê xa xà lắm ta. Mẹ ta tung phê. Rồi sao? Mẹ ta gì bánh bò hải sản để đỏ đi là gì à, này là trứng e đây chuẩn bị thuốc sơ để này để hết luôn nha. Vậy ai biết cách gì vậy chị vừa epic siêu pa sao em phải dắt này đi thì ba làm giống trên tv quá rồi ta phải biết rất sạch đúng không. Này là tao vừa đang phim mà bấm ăn dạ bác muốn con cắt nhỏ nữa không rồi phải vô tiêu gãi coi gãi giống coi đó chết trời rồi again một cái nữa đi ok
Đang cắt. Rồi nè, gãi nè, gắt giống như gắt muối nè đó, gắt muối đó. Gãi. Cái này mới đúng là gãi nè, của người ta. Cái đó là muối. Nè, gãi muối nè, đó. Quắt càng cao. Ăn cơm coi. Rồi bỏ vô luôn đó. Tại cái miệng bơ tỏi mà tụt lòi lẩu. Đó, đổ vô hết luôn. Rồi lấy muỗng chọn. Ôi con bé sợ. Có smell không vậy? Mấy hả chọn luôn. Mày chuẩn bị hả chờ lại. Ê, em thấy á, chị hai lấy cái bao tay mình bơ mình còn là bao tay ở thành phía dưới cho nó đều. Papa, j'ai besoin des gants. Non, non, jamais. Đừng nghe, tao phải cầm sao. Cho nó thêm, bình thường. Đó giờ tới anh hai vô làm đó. Đó hai rảnh hai dẹp cái đó đi. Rồi dẹp đó xong là ra ăn đó. Rồi trên này có ăn nha, vô rồi để chụp cái này để làm đẹp quá. Mà em bảo đảm mà, tại vì em ăn rồi trong này quá chuyên nghiệp luôn. Ê, luôn gì? Đi ra. Đó. Anh làm biết được ngon để cho lâu lâu đói á, bởi vì mọi người á con nuốt thịt bò á là hả, thay vì á không có tính trước á, thay vì 6:30 ăn 8-9 giờ chưa ăn á, ai cũng cầm nuốt thịt bò ngon quá. Đây nè cái đó hầm đó chú ba dạy cho bây giờ con nói vợ cỡ nào cũng ngon á, ăn xong nó đi về.